Xin chào quý cô bác và các anh chị đã đến với kênh Sức Khỏe 999. Rất vui được gặp lại quý cô bác trong chuyên mục Đẩy lùi bệnh tiểu đường, an tâm sống vui sống khỏe. Quý cô bác thân mến, tiểu đường là căn bệnh đặc trưng lượng đường trong máu luôn duy trì ở mức cao. Trong quá trình điều trị tiểu đường, cô bác có thể gặp phải biến chứng cấp tính hạ đường huyết nguy hiểm. Tuy nhiên, những cô bác mắc bệnh tiểu đường thường là những cô bác lớn tuổi. Những cô bác bị tiểu đường lâu năm thì thường có các biến chứng về thần kinh. Do đó, cách nhận biết các biến chứng thì cũng giảm, nên khi cô bác thấy bất cứ một dấu hiệu lạ gì, cảm giác trong người mình không có khỏe, thì cô bác nên đi thử đường huyết xem mình có bị hạ đường huyết hay không. Cô bác thấy nghi ngờ thì đi kiểm tra ngay, không phải chờ đợi gì cả. Và cho chương trình hỏi là ở nhà có cô bác nào đã bị hạ đường huyết chưa? Và hạ đường huyết, cô bác thường có những triệu chứng như thế nào? Cô bác hãy bình luận phía dưới để cho chương trình biết với nha. Ngay sau đây thì chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung chi tiết. Phần 1. Hạ đường huyết ban đêm có nguy hiểm không? Phần 2. Giải đáp thắc mắc của vị khán giả gửi cho chương trình là chỉ số đường huyết sau ăn 2 giờ bao nhiêu là bình thường? Vâng, với câu hỏi này thì chương trình sẽ giải thích kỹ cho quý vị hiểu rõ hơn. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết. Phần 1. Hạ đường huyết ban đêm có nguy hiểm không? Vâng, thưa cô bác, cơ thể của chúng ta sử dụng năng lượng chính từ glucose được phân cắt từ thức ăn giàu tinh bột, đường. Trong đó, não bộ là cơ quan đặc biệt tiêu tốn đến 20% tổng mức năng lượng này. Do đó, việc đường huyết bị hạ nếu không được phát hiện sẽ khiến các tế bào não đói năng lượng, làm tăng nguy cơ chết não hoặc là tử vong trong đêm. Trước tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu phần thứ nhất, hạ đường huyết ban đêm là gì? Hạ đường huyết ban đêm là tình trạng đường trong máu hạ thấp vào ban đêm hoặc là trong khi ngủ. Giới hạn chỉ số cảnh báo hạ đường huyết rất là rộng, từ 3,9 đến 6,4 mmol trên lít, tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Hạ đường huyết ban đêm khá phổ biến và gần như ảnh hưởng tới tất cả người bệnh tiểu đường type 1 và type 2 sử dụng insulin. Hạ đường huyết vào ban đêm cực kỳ là nguy hiểm vì lúc đó mình đang ngủ nên không biết gì. Nên có rất nhiều trường hợp bệnh nhân tử vong vào ban đêm. Sáng hôm sau, người nhà phát hiện ra lúc bệnh nhân đã tử vong. Một trong những nguyên nhân là do hạ đường huyết vào ban đêm. Do đó, phải nhận ra được việc hạ đường huyết vào ban đêm vì nó rất là nguy hiểm và có nguy cơ tử vong cao. Một nghiên cứu gần đây tại Mỹ công bố có đến 1/3 số bệnh nhân tiểu đường không trao đổi với bác sĩ về việc có những dấu hiệu khi bị hạ đường huyết vào ban đêm. Tuy phổ biến, nhưng biến chứng nguy hiểm này của bệnh tiểu đường thường bị bỏ qua và không được điều trị. Chính vì thế, cô bác nên thường xuyên đo đường huyết trước khi đi ngủ cô bác nhé. Và cô bác thật cẩn trọng, chăm sóc bản thân của mình không bị hạ đường huyết vào ban đêm. Và ngay sau đây, chúng ta đến với phần thứ hai, dấu hiệu của hạ đường huyết ban đêm. Cô bác thân mến, những dấu hiệu tiêu chuẩn để nhận biết hạ đường huyết bao gồm đổ mồ hôi lạnh, căng thẳng, mệt mỏi cùng cực, cảm giác chóng mặt, mắt nhìn mờ, tim đập loạn nhịp, vân vân. Rất rõ ràng vào ban ngày thì triệu chứng hạ đường huyết vào ban đêm lại khó được phát hiện. Cô bác bị hạ đường huyết sáng mai thức dậy thường thấy đầu óc ướt sũng mồ hôi, tăng buồn ngủ vào ban ngày, mệt mỏi, đau đầu nhiều. Và ngoài ra, khi mình thức dậy bình thường sau mỗi giấc ngủ thấy rất là khỏe nhưng hôm nay cảm thấy nó mệt, uể oải trong người, đó là những dấu hiệu cô bác nghi ngờ hạ đường huyết ban đêm. Ngay lúc đó, cô bác nên kiểm tra lại đường huyết vào buổi sáng, nếu đường huyết buổi sáng tăng bất thường so với đường huyết buổi tối. Cô bác nên nhớ, bình thường thì đường huyết buổi tối thì cao hơn đường huyết buổi sáng, nhưng khi cô bác đo đường huyết thấy đường huyết buổi sáng cao hơn buổi tối, đó là dấu hiệu mình nghi ngờ trong đêm mình có hạ đường huyết. Và ngoài những triệu chứng trên thì hạ đường huyết xảy ra vào ban đêm sẽ có thêm những triệu chứng như sau. Thứ nhất là ngủ không ngon, cảm giác bồn chồn, lo lắng. Thứ hai là mộng du hoặc là ác mộng. Thứ ba, cơ thể mê mệt, muốn dậy nhưng không thể dậy, như kiểu là cô bác bị bóng đè vậy. Cô bác thấy có những dấu hiệu như ở trên thì cô bác lấy ngay máy đo thử đường huyết ngay nhé. Nếu đường huyết hạ quá thấp thì đến ngay bệnh viện để khám và được bác sĩ tư vấn cách khắc phục. Đừng nên để quá nặng mới đi rất là nguy hiểm đấy ạ.
Và tiếp theo nữa thì chúng ta đến với phần thứ 3, nguyên nhân gây hạ đường huyết ban đêm. Cơ thể tự điều chỉnh tình trạng hạ đường huyết bằng cách kích thích tiết ra hormone là glucagon và epinephrine để nâng cao lượng đường trong máu. Bình thường, glucagon sẽ có nồng độ thấp nhất vào ban đêm. Nhưng ở người bệnh tiểu đường, tuyến tụy bị suy yếu lại càng làm giảm khả năng bài tiết hormone này, từ đó khiến đường huyết không được kiểm soát. Dưới đây là một vài yếu tố nguy cơ thúc đẩy biến chứng hạ đường huyết ban đêm ở người bệnh tiểu đường. Thứ nhất là sử dụng quá liều insulin. Thứ hai, vận động thể chất trong ngày làm tăng độ nhạy cảm insulin vào ban đêm. Thứ ba, uống nhiều rượu bia. Thứ tư, quên ăn tối. Thứ năm, quên ăn nhẹ vào ban đêm trong khi trước đó vẫn thường ăn đêm. Cô bác cần chú ý đến những nguyên nhân hạ đường huyết này nha. Có những cô bác dễ xảy ra hạ đường huyết, do đó mà người nhà của cô bác cũng cần đặc biệt cảnh giác và đề phòng một số bệnh sau hay bị hạ đường huyết. Ví dụ như những cô bác bị xơ gan, suy thận, đặc biệt là suy thận giai đoạn cuối, uống rượu rất là nhiều. Hoặc là những cô bác lớn tuổi có nhiều bệnh lý đi kèm. Những bệnh nhân này thường rất hay bị hạ đường huyết, rất nhạy cảm. Nếu cô bác nào đang mắc những căn bệnh nêu trên thì cô bác cần thận trọng và lưu ý nhé. Và tiếp theo sau đây thì chúng ta đến phần thứ tư, điều trị hạ đường huyết vào ban đêm. Cô bác thân mến, điều trị hạ đường huyết ban đêm cũng tương tự như cách đối phó với hạ đường huyết ban ngày. Nếu cô bác mà bị hạ đường huyết mà vẫn ăn uống được bình thường thì cô bác cần đưa lượng đường vào cơ thể tầm 10 hoặc là 15 gram đường, sau đó 15 phút sau đo lại đường huyết. Đơn giản nhất, cô bác nên dùng đường có sẵn trong nhà của cô bác. Cô bác pha với 3 muỗng cà phê đường, pha vào nước khoảng 200ml, rồi cô bác uống ngay. Như vậy, nó sẽ cung cấp đủ cho cô bác 15 gram đường. Và trong nhà cô bác mà có lon nước ngọt thì cô bác uống luôn. Trong lon này thì cũng chứa khoảng 30 gram đường. Do đó cô bác uống tầm nửa lon là đã có khoảng chừng là 15 gram đường rồi. Cũng rất là đơn giản và dễ dàng, thuận tiện cho cô bác. Và cô bác cũng có thể ăn bánh ngọt có trong nhà. Chương trình cũng khuyên là cô bác nên mua ít bánh hoặc là kẹo để sẵn đó, để nhỡ bị hạ đường huyết thì cô bác ăn luôn rất là thuận tiện. Sau khi mà ăn hoặc là uống tầm 15 phút sau, cô bác kiểm tra lại đường huyết. Nếu mà đường huyết của cô bác lên đến mức bình thường rồi thì lúc này cô bác nên ăn một bữa phụ bằng một phần bữa chính hàng ngày. Ví dụ như là ăn một bát cháo, nửa bát cơm hoặc là bánh mì. Khi mà cô bác ăn vào sẽ không bị hạ đường huyết tiếp theo. Cô bác cần phải được theo dõi tầm khoảng 30 đến 60 phút để chắc chắn là đường huyết của cô bác đã trở lại bình thường. Nếu mà cô bác gặp tình trạng hạ đường huyết nặng như hôn mê, lơ mơ, không còn tỉnh táo hoặc là nuốt không được thì lúc này không nên ở nhà, người nhà cô bác nên đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu gần nhất để truyền đường cho cô bác, để cho lượng đường huyết của cô bác lên ngay lập tức. Và tiếp theo nữa là chúng ta đến phần thứ 5, các cách phòng tránh hạ đường huyết vào ban đêm. Cô bác thân mến, để tránh biến chứng liên quan đến hạ đường huyết vào ban đêm, người bệnh cần làm theo các cách dưới đây. Thứ nhất là kiểm tra lượng đường trong máu trước khi đi ngủ bằng máy đo đường huyết cầm tay. Nếu lượng đường huyết quá thấp thì cô bác nên ăn nhẹ trước khi đi ngủ. Thứ hai là tìm hiểu các triệu chứng của hạ đường huyết ban đêm đã được ghi lại chi tiết ở trên để có biện pháp dự phòng sớm, và đặc biệt là nếu có cô bác ngủ một mình. Thứ ba là không được bỏ bữa tối vì đây là thời điểm bổ sung đường cho cơ thể qua thực phẩm. Người bệnh nên chọn những loại thực phẩm tiêu hóa chậm, đảm bảo lượng đường phóng thích vào máu ở mức độ ổn định vừa phải. Thứ tư là không tập thể dục quá mức vào buổi tối khiến cho lượng đường trong máu giảm xuống nhanh chóng. Thứ năm là không uống rượu trước khi đi ngủ vì rượu làm giảm đường trong máu rất là cao. Ngay cả khi cô bác đã dự phòng kỹ càng các biến chứng hạ đường huyết vào ban đêm thì tình trạng này vẫn có thể xảy ra. Do đó mà cô bác cần có sự chuẩn bị trước để đảm bảo an toàn bằng cách chuẩn bị sẵn đồ ăn trên giường ngủ để có thể ăn ngay khi bị hạ đường huyết. Bên cạnh đó nữa thì cô bác hãy hỏi bác sĩ điều trị về những loại thuốc có khả năng làm hạ đường huyết vào ban đêm và lựa chọn loại thuốc thay thế nếu cần thiết.
Và ngay sau đây nữa thì chúng ta cùng đến phần thứ hai của chương trình. Chỉ số đường huyết sau ăn 1 đến 2 giờ bao nhiêu là bình thường? Đó là thắc mắc của chị Lưu Thị Lý Nga. Có hỏi đó là: chồng tôi năm nay 35 tuổi, vừa rồi đi xét nghiệm đường máu khi đói là 16mmol trên lít. Bác sĩ có chẩn đoán chồng tôi bị tiểu đường. Và sau đó thì gia đình có mua máy thử tiểu đường về nhà tự đo. Chỉ số đường huyết sau ăn 2 giờ từ 10 đến 16mmol trên lít có bình thường không? Đường huyết sau ăn bao nhiêu là tốt nhất? Vâng, với câu hỏi này của chị thì chương trình sẽ giải đáp cho chị như sau. Đường huyết sau ăn, đặc biệt là sau ăn 2 tiếng, là một chỉ số đường huyết quan trọng trong chẩn đoán và theo dõi hiệu quả điều trị. Muốn kiểm soát đường huyết tốt, anh nhà chị cần theo dõi chặt chẽ chỉ số này bên cạnh chỉ số đường huyết khi đói. Thứ nhất là đường huyết sau ăn bình thường ở người tiểu đường. Chỉ số đường huyết sau ăn 2 giờ ở người bình thường khỏe mạnh là dưới 7,8mmol trên lít. Tuy nhiên thì chỉ số này sẽ thay đổi nếu anh nhà chị bị tiểu đường và đang dùng thuốc điều trị. Anh nhà chị đã mắc tiểu đường, tốt nhất nên giữ đường huyết sau ăn 2 giờ dưới 10mmol trên lít, tương đương nhỏ hơn 180mg trên decilit. Nếu đang dùng thuốc uống, dưới 7,8mmol trên lít nếu đang tiêm insulin. Như vậy, chỉ số đường huyết trong máu sau ăn 2 giờ của chồng chị ở mức 10 đến 16mmol trên lít là đang cao. Cần có biện pháp giảm chỉ số này, bởi lẽ khi đường máu sau ăn 2 giờ tăng cao lâu dài sẽ làm tăng chỉ số HbA1c, từ đó mà chồng chị sẽ có nhiều nguy cơ gặp các biến chứng trên tim, mắt, thận, thần kinh, v.v. nhiều hơn. Đây là những biến chứng tiểu đường rất là nguy hiểm, có thể dẫn đến mù lòa, suy thận, nhồi máu cơ tim, thậm chí tử vong nếu không được ngăn ngừa từ sớm đấy chị ạ. Và ngoài ra, chúng tôi cũng đang thấy đường huyết khi đói của chồng chị cũng khá cao. Bình thường, đường huyết khi đói an toàn ở người tiểu đường là dưới 7mmol trên lít, tương đương 126mg trên decilit. Do đó, ngoài đường huyết sau ăn 2 giờ, chị và chồng cũng phải giảm được cả chỉ số này nữa đấy. Và chúng ta cùng đến phần thứ hai là cách giảm chỉ số đường huyết sau ăn 2 giờ là tốt nhất. Cô bác thân mến, để kiểm soát tốt đường huyết sau ăn, ngoài việc tuân thủ theo chế độ dùng thuốc của bác sĩ, thì thực phẩm mà anh nhà ăn hàng ngày cũng rất là quan trọng. Anh nên lựa chọn những thực phẩm có chỉ số đường huyết thực phẩm GI thấp và trung bình như rau xanh, trái cây tươi ít ngọt, ngũ cốc nguyên vỏ, v.v. Đường từ những thực phẩm này được hấp thu vào cơ thể chậm hơn, nhờ đó sẽ giúp anh giảm nguy cơ bị tăng đường huyết sau ăn 2 giờ. Số lượng thức ăn trong mỗi bữa cũng ảnh hưởng đến lượng đường trong máu sau ăn. Vì vậy, chị cố gắng chia nhỏ bữa ăn trong ngày cho anh, không ăn quá nhiều vào một bữa. Việc ăn rau, chất đạm như cá, thịt nạc vào đầu bữa ăn trước khi ăn cơm sẽ giúp hạn chế hấp thu đường từ cơm vào máu, cũng phần nào giúp đường huyết khi đói sau ăn của anh ổn định hơn. Và ngoài ra, chị nên nhắc anh phải tập thể dục 30 đến 45 phút mỗi ngày, tối thiểu 5 ngày trong một tuần, và không được bỏ tập 2 ngày liên tiếp. Tập thể dục giúp cơ thể sử dụng nhiều đường hơn, từ đó làm ổn định đường huyết. Chúc quý cô bác và anh chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Quý cô bác thân mến, vừa rồi chúng ta vừa cùng nhau đi tìm hiểu về hạ đường huyết vào ban đêm có nguy hiểm không và giải đáp thắc mắc của vị khán giả: đường huyết sau ăn 2 giờ bao nhiêu là bình thường. Hy vọng rằng những thông tin và những kiến thức ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm những kiến thức và những thông tin bổ ích để phòng và điều trị bệnh tiểu đường ngay tại nhà. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn nút chuông ở bên cạnh, luôn là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất và sớm nhất của chương trình. Nếu quý vị có những câu hỏi hay thắc mắc gì, vui lòng để lại bình luận phía dưới để ban biên tập của chương trình sẽ giải đáp mọi thắc mắc đó trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý cô bác và các anh chị đã đón xem video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau.